Thưa quý vị, tay súng thủ phạm của vụ nổ súng trong khu mua sắm tại New Jersey tự vẫn. Tin từ New Jersey, một người đàn ông nổ súng bên ngoài một khu mua sắm tại tiểu bang New Jersey vào tối ngày 4 tháng 11 năm 2013, được tìm thấy bị chết vài tiếng đồng hồ sau khi vụ việc bắt đầu bởi phát súng tự vẫn. Cảnh sát nói rằng thủ phạm Richard Shoup, 20 tuổi, được tìm thấy phía sau khu mua sắm vào khoảng 3 giờ 20 sáng với một phát súng trên đầu. Cảnh sát nói rằng thủ phạm Shoup đã bắn ít nhất là 6 phát súng, các mục tiêu không nhất định từ một khẩu súng trường đã được hắn sửa đổi trước khi quay nòng súng tự vẫn. Điều may mắn là không một ai bị thương vì hành động của thủ phạm. Theo điều tra sơ khởi, khẩu súng mà thủ phạm dùng là một khẩu súng do người anh em của hắn sở hữu.